Bắt gặp hình ảnh Hồ Văn Cường đi mua sắm Tết nhưng lại mang đôi dép cũ nhèm khiến nhiều fan xót xa. Mới đây trên trang cá nhân, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Hồ Văn Cường đi mua sắm quần áo Tết cùng với một người hâm mộ lớn tuổi. Đáng nói trong ảnh, Hồ Văn Cường mang đôi dép đã cũ và đã được anh chàng sử dụng liên tục trong các dịp. Chính sự giản dị này của Hồ Văn Cường đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Trước đó ít ngày, show diễn có Hồ Văn Cường tham gia bất ngờ bị tố lừa dối khán giả, khiến nam ca sĩ gặp phải không ít thị phi. Có thể nói, kể từ sau mẹ nuôi Phi Nhung ra đi mãi mãi, Hồ Văn Cường vướng phải những ồn ào không hay liên quan đến chuyện tiền cát-xê, ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý, sức khỏe. Theo thông tin ghi nhận, giọng ca sinh năm 2003 cùng ba mẹ ruột rời khỏi nhà Phi Nhung, trọ tại quận Gò Vấp. Anh đã trao tài khoản mạng xã hội và rời khỏi công ty quản lý. Được biết, Hồ Văn Cường mới vừa trở lại showbiz sau khoảng thời gian vướng vào lùm xùm. Danh ca Ngọc Sơn và Bầu Hị là hai người đứng ra đỡ đầu cho nam ca sĩ. Ngọc Sơn cũng đứng ra luyện giọng hát cho Hồ Văn Cường từ cách phát âm, lấy hơi đến lối luyến lái.